Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trong những tháng gần đây, trẻ nhập viện do sốt xuất huyết tăng cao. Hiện tại, bệnh viện có 178 ca mắc sốt xuất huyết đang điều trị, trong đó có 49 ca sốt xuất huyết đen nặng. Riêng tại khoa hồi sức tích cực chống độc, hiện đang điều trị 14 ca nặng. Đáng chú ý, có trường hợp bé Nguyễn Huỳnh Tấn Khôi 4 tuổi, ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, phải thở máy do sốc sốt xuất huyết và bị nhiễm trùng huyết. Phần lớn các ca sốt xuất huyết nặng là do độc lực virus, cơ địa của từng bé cũng như sự chủ quan của các bậc cha mẹ phát hiện trễ những dấu hiệu nặng ở trẻ. Bắt đầu là sốt sơ sơ, xong rồi bắt đầu là chuyển đau bụng, không ói. Đó, xong rồi em thấy vậy em chở đến đây xong rồi bác sĩ kêu nằm ở đây. Nằm ở đây được một ngày một đêm, xong rồi bác sĩ em thấy đau quá, em kêu bác sĩ đưa vô trong đó thở máy nữa. Rồi giờ em cũng đã ổn định rồi. Hiện tại bây giờ cũng đang thở máy một ca. Thì bệnh nhân này vào viện là vừa có sốc sốt xuất huyết, vừa có nhiễm trùng huyết. Nên là cái tình trạng điều trị của bé nó lâu hơn so với những bé sốt xuất huyết khác, tại vì nó bị hai bệnh liền lúc. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì sốt cũng giảm, bị lăng nhiễm trùng cũng giảm, sốc sốt xuất huyết thì ổn rồi. Thì dự kiến chắc cũng khoảng 2-3 ngày nữa là em bé được cai máy thôi. Theo bác sĩ Trang, bệnh thường diễn biến qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Do đó, phụ huynh không được chủ quan mà cần phải theo dõi diễn biến trẻ trong từng giai đoạn, vì bệnh chuyển rất nhanh từ thể nhẹ đến thể nặng. Sốt xuất huyết là nó diễn tiến qua 3 giai đoạn, mình không có thuốc ngăn chặn được những giai đoạn diễn tiến. Thì giai đoạn đầu là giai đoạn sốt, thì thường phụ huynh sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái giai đoạn này do là thấy con mình sốt cao thì lo lắng. Nhưng mà thực ra cái sốt xuất huyết thì đến cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn nguy hiểm thì em bé lại thường là hết sốt. Những bé mà còn sốt ở giai đoạn nguy hiểm thì sẽ nặng hơn, nhưng mà đa số là thường là hết sốt thì mới vào sốc. Thành ra khi phụ huynh thấy em con nhà mình hết sốt thì có thể sẽ chủ quan, theo dõi không sát nữa. Thì lúc này em bé vào sốc, nếu mà mình không phát hiện sớm mà mình đưa đi thì sốc sâu hơn thì điều trị sẽ khó khăn hơn. Virus đen gây bệnh sốt xuất huyết có 4 tiếp, trẻ em, người lớn đã mắc sốt xuất huyết tiếp 1 vẫn có thể tái nhiễm với các tiếp khác còn lại và nặng hơn lần đầu. Hiện tại, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine để phòng bệnh và thuốc đặc hiệu để điều trị. Do đó, việc phòng bệnh như diệt mũi, diệt lăng quăng và phòng mũi đốt là rất quan trọng. Sốt xuất huyết thì có 4 tiếp nên là một người thì vẫn có thể mắc 4 lần. Mà những lần sau thì lại có thể nặng hơn lần trước. Cái sốt xuất huyết ấy, bị lần đầu có thể nhẹ nhưng bị lần thứ hai là sẽ nặng hơn lần đầu. Thì cái đó là cũng có nghiên cứu rồi. Nói chung là phải phòng tránh, phải diệt mũi, phải ngăn không cho mũi đốt mình và phải theo dõi bệnh cho tốt.